Em Trung xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với cái video nhận định thị trường hàng ngày của em Trung. Thì em Trung xin chúc mừng mọi người ngày hôm nay là đã có một phiên, nếu như anh chị em nào ngày hôm nay không bán thì em xin chúc mừng anh chị em. Và trong suốt tuần này anh chị em không bán thì em cũng xin chúc mừng. Đó, và chúng ta đã có một cái tuần giao dịch tương đối là ảm đạm. Tuy nhiên là đến cuối tuần chúng ta có một phiên đến kết phiên khá là xanh và em nhận định đây là một phiên rất là tích cực của thị trường. Đó, thì tại sao em lại nhận định là rất là tích cực? Thì em nghĩ là một số anh chị em cũng nhận ra rồi. Thì đi vào cái thị trường của ngày hôm nay ấy. Đó, ngày hôm nay của chúng ta có 254 mã tăng, 227 mã giảm. Tuy nhiên là các mã giảm của ngày hôm nay thì giảm tương đối nhẹ và tác động đến index của ngày hôm nay về cái phía chiều tăng cho thấy là cái VN30 của ngày hôm nay tác động tương đối tích cực. Đó, VN30 của chúng ta tác động tương đối xấu trong tuần vừa rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay VN30 đã có sự xanh điểm trở lại. Thanh khoản của ngày hôm nay là tương đối thấp so với lại phiên hôm qua. Hôm nay chỉ giao dịch vào RO khoảng 13.000 tỷ thôi. Đó. Nhưng ở trong phiên hôm nay ấy, thị trường nó đang có cái sự co thắt, nhưng cái dấu hiệu về cái lực bán như em đã nói về trong những cái phiên trước, lực bán nó dần xuất hiện thấp dần. Anh chị em để ý này, lực bán nó đã thấp dần và hơn hết là cái việc thị trường nó đè bán chỉ diễn ra bởi cái tin tức, bằng chứng là cái tin tức nó sổ ra hàng loạt từ những cái vụ VIX này, từ vụ Vạn Thịnh Phát này, rồi đến vụ hôm trước là cái vụ ngân hàng nhà nước, rồi lại đến vụ ngày hôm nay là vụ con LDG. Thì cái tin tức càng ngày nó lại càng ra cái mức độ nghiêm trọng của nó lại càng không còn nữa, chứng tỏ là nó bắt buộc phải dùng tin tức nó mới đè được giá để gom hàng đó. Và ngày hôm nay em quan sát cái con DXG này rất nhiều, em có nắn trong zoom là như này đó. Chiều em có chút việc này, mốc 1091 quan trọng ở nhà chú ý, nếu mất thì hạ luôn về ngưỡng an toàn. Nhìn ngay con DXG nếu mất 19.25 tức là thị trường xấu, tức là ngày hôm nay con DXG nó là tâm điểm. Đó, nó dính liên quan trực tiếp đến cái tin tức luôn. Thì đây nó là một cách mình có thể nhìn nhanh thị trường. Thì con DXG ngày hôm nay nó không hoàn toàn không mất đi cái vùng giao găm 19.25. Đó, anh chị em thấy hay không? Dù cái áp lực bán ngày hôm nay em thấy là nhiều, nhưng mà con DXG nó lại hấp thụ và tạo ra một cái nến rút chân. Thì có thể đây là một cổ phiếu trong tuần sau và có thể là nhóm bất động sản nó sẽ bùng nổ. Có cái áp lực hấp thụ của nó rất là tốt. Đó. Và thị trường của mình cũng không nhúng mất 1091 trong ngày hôm nay. Đó. Thấp nhất thì như là có 10 đâu đó cũng loanh quanh đó, nhưng mà DG nó không mất và cái lực bán ngày hôm nay là gần như là ít. Đồng thời cái việc là dòng tiền nó đã bắt đầu lan tỏa ra toàn thị trường. Anh chị em để ý trong cái khung đồ thị 15 phút này ở cuối phiên có cái lực cầu tham gia khá là mạnh và lực bán ngày hôm nay em thấy là rất là ít. Đó, trong cả ngày hôm nay dù nhúng về đến vùng 1091 nhưng lực bán hoàn toàn là không có. Thì đấy, hiện tại thị trường của mình đang một điều rất là tích cực và trong tuần tới ấy, thị trường mình có rất nhiều khả năng là nó có thể phá được cái đường trendline giảm này khi mà cái xu hướng tăng nó đang dần được hình thành rồi. Và trong cái khung đồ thị 1 giờ của chúng ta, anh chị em nhìn này, đó khe mây này, ngày hôm qua em có phân tích này, hoàn toàn cái kịch bản vượt qua khe mây ngày hôm nay là kịch bản tích cực nhất và nó đã xảy ra. Thì kịch bản trong tuần tới em đánh giá là có thể đâu đó trong tuần nó sẽ có những cái sự hưng phấn, nhưng mà nếu mà mở xanh lần đầu phiên và kéo lên luôn, vượt khỏi giao găm này và tiến lên được thì tốt, cản 1110 thì em nghĩ không vấn đề gì cả. Đó. Hoặc có thể nó sẽ test lại đâu đó vùng mây phẳng ở đây rồi nó sẽ cũng đi đi lên thôi. Đó. Vì chúng ta đã vượt được qua khỏi vùng mây rồi, vượt được qua khỏi vùng mây giảm chính là cái sự tích cực nhất của thị trường. Đó, anh xem để ý này, khi mà thị trường nó vượt được qua vùng mây giảm thì nó tăng khá là một đoạn khá là dài. Đây là những cái cơ hội cho thị trường và sóng, nhất là khi mây giảm ở trong khung ngày nó cũng đang dần dần được vượt qua. Đó. Về các cái cổ phiếu trong ngày hôm nay thì đầu tiên trong ngày hôm nay thì một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ đến cuối phiên cũng đã có những cái sự tăng khá là tốt, ví dụ như con PET này, anh chị em để ý một cái nền tích lũy trong khoảng 3 tuần, gần 3 tuần như thế này nó nổ lên với cái dòng tiền như thế này nó đánh trần là điều bình thường. Thì tất cả những cái cổ phiếu nào mà nó tạo được một cái nền như thế này hoàn toàn nó có thể đánh trần được. Đó. Và anh chị em lưu ý cho em thêm một cái nữa là cái vùng mây ở đây nó phải mỏng. Đó. Thì cái cổ phiếu nó sẽ dễ xuyên qua hơn và vào cái xu hướng tăng hơn. Thì rất nhiều cổ phiếu nó có trạng thái như vậy. Ví dụ như con DG World này, đó cũng có một vùng mây ở đây, một trạng thái tích lũy khá là chặt chẽ khi mà hai cái đường Tenkan Kijun của chúng ta đang chập vào với nhau rồi. Hay là cả trong nhóm bất động sản cũng vậy, hầu như các cổ phiếu bất động sản đều đang tích lũy khá là chặt chẽ với một cái nền.
và hai cái đường này của chúng ta đang gần như là chồng vào với nhau, áp lực cung gần như là không còn nữa, hầu hết các cổ phiếu bất động sản này đó áp lực cung siết vốn rất là nhiều rồi, KDH này, Nam Long này, hay là thậm chí cả Shell. Ngày hôm nay Shell giữ ở trên 21.5 rất là tích cực, hay là cả Novaland này, Novaland tăng được như vậy rồi, hôm nay điều chỉnh cũng chỉ đâu đó khoảng 2% nhưng đến cuối phiên lại quay tham chiếu. PDR cũng thế này, đó, một cái nền khi mà hai đường tenkan kijun này chập vào với nhau thì nó sẽ phóng lên. DXG này tương tự như vậy này, hoàn toàn có thể phóng lên trong tuần tới. Thì hiện tại thị trường nó vẫn chưa xác định được là dòng nào sẽ là dòng dẫn, nhưng mà nhìn về trạng thái ấy, thì các cái cổ phiếu khỏe đang dần được phân hóa, và các cái dòng giống như thép này, bất động sản này, chứng khoán này, hay là khu công nghiệp này, tất cả những dòng này đều có những cổ phiếu khỏe và đều có thể vào sóng được khi mà trạng thái tích lũy của nó rất là chặt. Hay cả nhóm ngành đầu tư công, hay cả nhóm ngành đầu tư công nhé. Đó, hôm nay con HHV tăng 3% này và nó đã vượt được cái trendline giảm rồi. Chị em đánh giá con HHV này tuần sau anh chị em tham gia luôn điểm này được. Đó, cái trendline của nó sẽ tăng rất là mạnh trong cái thời gian tới. Vùng mục tiêu có thể lên tận trên này. Thì dòng đầu tư công cũng có thể vào sóng. Vậy thì cái chiến lược của anh chị em là gì? Anh chị em có thể là mua một vài dòng và nhất định là phải có dòng chứng khoán đã, nhất định phải có dòng chứng khoán. Rồi sau đó mình thấy dòng nào nó vào sóng trước thì mình bắt đầu mình tham gia. Thì có thể dòng tiền đoạn này nó sẽ không được khỏe để nó kéo tất cả các ngành, nhưng mà có thể là một hai ngày này nó kéo ngành chứng khoán, thì đến vài ngày hôm sau nhóm tích lũy chặt chẽ, ví dụ như là nhóm bất động sản nó tích lũy chặt rồi, nó sẽ nổ lên đó. Thì đó cũng sẽ là những cái cơ hội nếu mà anh chị em đánh T cộng thì anh chị em có thể nhanh tay anh chị em đảo được. Tuy nhiên là em sẽ không khuyến khích cái việc đó, khi mà nếu mà cổ phiếu nó nổ lên ấy, cái vị thế anh chị em ở nền nó sẽ cực kỳ là an toàn, chẳng may thị trường nó có những cái rủi ro nó đạp xuống thì cái vị thế của anh chị em nó vẫn rất là ổn định và sẽ không khó mà bị lỗ được. Đó, anh chị em để ý này, con HHV này nó sẽ đại diện cho dòng đầu tư công trong thời gian tới. Thành cái con này em đánh giá là cái thế đánh của nó đang dần được hướng lên, dù sau những cái phiên giảm nó vẫn là những cái thế hướng lên, trong khi đó những con cổ phiếu như FCN này, như LCG này, nó là đi ngang, nó là đi ngang nhé. Thì một con cổ phiếu khi mà thị trường của mình nó đang trong một cái đà giảm ngắn hạn, các con cổ phiếu cùng ngành nó đi ngang mà con HHV nó hướng lên như thế này, thì em có thể đánh giá đây nó sẽ là một con cổ phiếu khá là khỏe trong thời gian tới. Đó, tương tự những con cổ phiếu này ngày hôm nay nó đỏ như là con hút này thì em sẽ không đánh giá cao, hôm nay nó đỏ khá nhiều. Và những con quay tham chiếu thì nó sẽ ở mức trung bình. Đó, hay dòng bất động sản ngày hôm nay đích này là một này, và đất xanh này, đó là hai cái con mà có cái sự hấp thụ rất là tốt. Dòng dầu khí ngày hôm nay em thấy đánh giá cũng khá là tích cực khi mà có những cái lúc con PVS nó lên được đến 2%. Tuy nhiên là em bảo rồi, dòng này thì nó đánh khá là khó, nên anh chị em nào có hàng ở những cái vị thấp thì anh chị em có thể cầm, và cầm ở cái tỷ trọng nó cũng vừa phải thôi, tại vì em thấy dòng tiền nó cũng không phải tham gia mạnh mẽ trong ngày hôm nay. Đó, tiếp theo là đến dòng chứng khoán này. Dòng chứng khoán ngày hôm nay con SSI tăng 2,2%, thì cũng khá là lâu rồi mới có phiên mà con SSI nó tăng mạnh nhất trong số tất cả các con trong dòng chứng khoán. Điều này cho thấy là dòng tiền có thể đang bắt đầu sẽ đánh lên với dòng chứng khoán trong tuần tới. Dòng chứng khoán đang có được cái sự tham gia của dòng tiền khá là nhiều. Nhìn cái nhà nước ngoài mua dòng chứng khoán em thấy là rất nhiều, và cái sự tích lũy của dòng chứng khoán nó đã rất chặt chẽ rồi. Bollinger Band bóp lại, hai kiếm chập vào với nhau. Đó, tiếp theo sau đó lại có vùng mây phẳng đỡ, chẳng lẽ tuần sau nó lại không tăng được. Đó, VCI này, đó, nước ngoài mua rất nhiều này. Nước ngoài thì thường rất là nhạy với lại đánh T cộng, thậm chí là cả đánh sóng họ cũng rất là nhạy, thậm chí bây giờ họ long rất là nhiều. Thì cái lý do mà thị trường của mình lên hoàn toàn là không, hoàn toàn là có thừa khả năng luôn. Đó, thống kê này, VCI họ mua rất nhiều, VND họ mua cũng nhiều, đó, thế hoàn toàn là thế lên. BSI đó, em đã vẽ cái mô hình test tam giác ở đây rồi nhé, xem để ý rõ luôn, em đã vẽ từ trước luôn rồi. Hôm nay nó test vào đúng cái kênh tam giác này, thì nếu mà nó đi ngày mai nó chỉ cần một cây thứ hai, nó chỉ cần một cây doji thôi, cái doji trong phiên thì có thể là buổi chiều nó nổ luôn là bình thường. Đó, wick này cũng rất khỏe luôn, gần như cái nhóm chứng khoán em đánh giá mấy phiên gần đây là nó thường xuyên xanh điểm trong xuyên suốt cả phiên luôn. Những con như wick này, những con như shs này, những con như vci này cực kỳ khỏe, 4 phiên gần đây đều xanh, mặc dù thị trường của mình có rung lắc rất nhiều. Đó, hay là những cổ phiếu có những cái nền giá nó rất chặt chẽ như thế này
mà phía trước của nó là một vùng rất là thoáng, thì nó cũng sẽ có những cái cơ hội nó đánh về những cái khía cạnh trên này, giống như những cổ phiếu đã đi trước. MBS cũng là một cổ phiếu khỏe, ORS cũng là một cổ phiếu có nền giá chặt chẽ, BVS cũng thế này, hay là HCM này, đó, hoàn toàn là những cổ phiếu nó có thể đánh lên một nhịp chạy lần đầu giống như những cái thời điểm quá khứ nó đã làm được. Đó, và cái nhịp này có thể là dòng tiền nó sẽ không phân hóa quá nhiều ở trong cái ngành chứng khoán này. Đó, có thể là đến cái giai đoạn nước rút thì những cổ phiếu nó sẽ dần phân hóa hơn, ví dụ như nước rút của con BSI thì nó sẽ chạy mạnh hơn những nước rút của con HCM. Nhưng cái giai đoạn đầu thì em đánh giá là cổ phiếu có thể nó sẽ chạy như nhau, cổ phiếu sẽ chạy như nhau. Mình chỉ cần có vị thế thôi, mình đặt một cái chân ở trong đấy rồi thì mình sẽ tự tin an toàn và gia tăng cái vị thế của mình lên hơn. Ví dụ anh chị em mua những cái vị thế đã lãi được tầm 7 đến 10% rồi, và khi nó lên anh chị em hoàn toàn có thể gia tăng một một được, và cái điểm vốn của mình nó sẽ quanh cái điểm này, dù nó có giảm thì nó cũng sẽ hòa vốn thôi, hoàn toàn là bình thường. Và những cái vị thế anh chị em nắm ở cái thời điểm như này, em đánh giá là những cái thời điểm đầu sóng, đầu một con sóng rất là lớn, mua ra bán vào giai đoạn này em đã không khuyến khích rồi. Đó, hoàn toàn trong những phiên mấy phiên ngày hôm nay em bán rất là ít, bán rất là ít, chỉ mua là chính thôi, bán rất là ít. Hay là anh chị em nhìn dòng khu công nghiệp đi, dòng khu công nghiệp đi, có những con như KBC này, nó tích lũy đủ rồi, hôm nay là một phiên rút chân test cung rất là đẹp, tuần sau có thể nổ. VGC này, đó, em anh con này giống như là con SSC vượt đỉnh, hôm nay phiên hôm nay thì đóng đến hơi lấy một chút nhưng mà vẫn là một phiên rút chân với thanh khoản thấp, chứng tỏ là lực bán của nó không nhiều và tuần sau có thể nó sẽ vượt đỉnh. Hay DTD của chúng ta cũng vậy này, đó, nếu mà vượt được qua khỏi cái kênh này anh chị em cũng phải chú ý. Ngoài ra thì SSC cũng thế, một cái biên tam giác y hệt như con BSI đúng không, đó, co hẹp dần biên độ và nổ lên được là ngon, là ngon. Inico này, tip này, hai cách đánh của con này thì nó sẽ khó chịu hơn, tuy nhiên là nên là em sẽ khuyến khích anh chị em đánh những con như KBC này, như VGC, hay là cùng lắm thì là GVR, dù có chậm nếu mà những anh chị em nào vào sau, hoàn toàn những cái cổ phiếu như KBC là vẫn tham gia được, hay là những cổ phiếu chứng khoán hiện tại nó vẫn chưa bứt khỏi nền, bất động sản cũng thế, nhiều mã cổ phiếu tham gia được lắm anh chị em ạ. Là tuần sau nếu mà thị trường mình nó tiếp diễn theo cái kịch bản tích cực như em vừa nãy em nói thì nó sẽ là những cái cơ hội rất lớn để anh chị em thì ăn một cái nhịp sóng ăn Tết đó, hay là dòng bán lẻ chẳng hạn này. Có những cái cổ phiếu riêng lẻ nó vẫn rất là tốt, ví dụ như con Digi World này, lịch sử đánh của nó từng rất là mạnh, lịch sử đánh của nó khi mà vào sóng nó từng rất là mạnh, nên mình phải săn được những cái thời điểm mà nó vào sóng. Hay những con cổ phiếu ví dụ như con Dalaco em đã nói khá là nhiều rồi, dòng buôn bán thịt lợn gần đây thì nó đã khá khỏe từ cái con HAG rồi đó, thì riêng cái dòng này thì con Dabaco nó cũng là một cổ phiếu rất là an toàn và cũng rất là khỏe, 4 phiên liên tiếp dòng tiền tham gia vào và đẩy cổ phiếu lên rất là mạnh, hôm nay đã vượt được cái cản 25 rồi đó, thì cái điểm mua em đã báo mọi người tham gia giải đều từ đây đó, giải đều từ đây em báo mọi người mua từ những cái cây đỏ như này, mua từ 24 đổ về 23, giải là 3 lần, trong nhóm của em đã báo như vậy rồi, trong nhóm cộng đồng em cũng đã báo với mọi người là con này là một cổ phiếu rất khỏe rồi, trên livestream em cũng nói luôn hai kiếm của nó đang dần hướng lên này, thậm chí con này là cái con có cái đường ten can hướng lên luôn, đường ten can hướng lên luôn vì nó đã vượt đỉnh rồi, thì trong tuần tới con này nó mà phóng lên ấy, thì nó sẽ chạm ngay vào cái cản này luôn, nó chạm ngay vào cái cản quanh vùng 26.3 luôn là bình thường, thì có thể cái lực tăng của con này đến đoạn này nó sẽ dừng lại một chút, nó tích lũy lại một chút, nó tích lũy. Cổ phiếu khỏe như này thì em nghĩ là anh chị em nó có hàng thì cứ tự tin mà cầm thôi, lên đến cản này em nghĩ cũng sẽ không cần bán vì có thể nó sẽ đánh lại lên đỉnh này một lần nữa. Đấy là về con Dow cô, ví dụ như anh chị em nào mà cầm được con HAG ấy, đó, thì lên đây thì nó sẽ không phải những cái điểm mua hợp lý nữa rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ cầm cầm đến khi nào nó có những cái phiên nó bị bán xuống như này, có những cái phiên nó bị bán xuống như này, bán với vol to thì mình mới bán, còn nếu mà nó cứ tăng với cái thanh khoản như này thì em thấy là ok. Bây giờ thì kéo lên với cái thanh khoản đang giảm dần và xuất hiện một cây bán rồi, thì có thể là nếu mà lần sau nó xuất hiện cái cây bán nó cao ngang với cái cây tăng này thì em nghĩ là đó sẽ là cái điểm anh chị em có thể hạ dần với con HAG. Còn hiện tại thì vẫn cầm thôi, 4 cái kiếm của chúng ta hướng lên này rất là khỏe.
Ok, thì cái video nhận định thị trường của em Trung thì đến đây thôi. Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ. Có thể tối em sẽ livestream và nhận định những cái mã cổ phiếu mà mọi người quan tâm. Bye bye cả nhà nhé.